nay chúng ta sẽ thưởng thức phong cách theo kiểu Pháp. Đây là cái bình French Press, là một cái bình có được phát minh cách đây cũng khoảng 170 năm rồi, gần 200 năm. Cũng có nhiều bạn thì bảo là thầy hay uống cà phê nước ngoài, thế thì cà phê trong nước có đạt yêu cầu hay không? Thì thực ra là trong nước cũng có khá nhiều cà phê đặc sản, là ở Đà Lạt có cà phê Voi của Patamara. Nếu các bạn vào mạng tra thì đây cũng là một loại cà phê đặc sản, và khi tôi đến uống trực tiếp ở trang trại của anh Sơn, đây Sơn Patamara, thì người ta tính giá là 120.000 một cốc cà phê. Đấy, và tôi cũng mua về là sẽ làm cái clip đánh giá riêng. Hay là cà phê của Lạ Việt này, Lạ Việt tôi mua mấy loại khác nhau để xem các cái gói họ bán ra thì có những cái đặc trưng gì. Chẳng hạn là có gói Lạ Việt họ ghi là của đèo Ren chẳng hạn, đèo có ngôi nhà ma, nhưng mà thực tế là không có cái trang trại nào ở đấy đâu. Hay đây là cái gói đặc sản này mà tôi làm thì là tôi mua ở Đắk Lắk của hợp tác xã Eatu, thì cái cà phê đặc sản này của họ là cũng được đánh giá ở thang điểm 83, cũng là đạt tiêu chuẩn. Cà phê đặc sản là cà phê mà được các chuyên gia thế giới người ta cho điểm từ 80 đến điểm trở lên trong thang điểm 100, thì đây là cà phê này đạt 100 điểm. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là có thể thưởng thức cà phê Việt Nam đặc sản theo tiêu chuẩn. Và với cái bình tôi nói đơn giản là uống theo kiểu Pháp ấy, cho chúng ta dễ hình dung, thì nguyên tắc của cái bình này thì ở trên mạng các bạn thấy là nhiều nơi pha tỷ lệ không đúng đó, có nơi thì 1/10, có nơi thì 1/15. Nhưng mà theo cái khuyến cáo của Hiệp hội Cà phê Thế giới thì khi chúng ta pha theo phương pháp này thì nên dùng tỷ lệ 1/16, có nghĩa là 1 phần cà phê và 16 nước. Có nghĩa là nếu bạn lấy 10 gram cà phê là 160 nước. Ví dụ là tôi muốn uống nhiều hơn chẳng hạn, được gấp đôi đi, 20 gram cà phê và thì sẽ là 320 nước. Chúng ta phải tuân theo cái đúng cái tỷ lệ như vậy. Nếu chúng ta đã, ai mà đã đọc cái cuốn viết về cà phê của chủ Shell Starbucks thì các bạn cũng thấy là người ta, ông cũng rất thích cái phương pháp này, vì cái phương pháp này có một ưu điểm là khi chúng ta cho cà phê vào đây và đổ nước nóng vào, nước nóng ở đây là 90 độ nhé, chứ không phải nước sôi đâu. Nhiều khi chúng ta pha cà phê mà không biết giới hạn, không biết cái cách chiết xuất, mà chúng ta cứ đun nóng nước, đổ nước sôi vào thì nhiều khi là nó sẽ làm hỏng cái việc thưởng thức hương vị cà phê. Nên là các bạn phải lưu ý nước thì là chỉ 90 độ thôi. Và bây giờ để cho chính xác thì các bạn phải có cái cân. Để cân thì chúng ta phải trừ bì đi. Tôi sẽ lấy 20 gram. Đây là cà phê đặc sản, một thìa này thông thường thì sẽ được 10 gram. Đây là 7 gram cà phê, nó nhẹ hơn so với bột, có thể là thìa đấy được 14 gram. Thôi, thứ 3 thìa này là được bao nhiêu, chúng ta nhân 1/16 lên, ở đây của tôi là được 22 gram, thì chúng ta sẽ nhân với 16 nước để chúng ta cho vào. Đây là cà phê cho vào, và cái số gram đấy 22.2. bây giờ tôi đi lấy nước để theo đúng tỷ lệ xem sẽ như thế nào.
22 cà phê mà khi chúng ta nhân 16 nước lên thì sẽ được 350. Đây là một cách pha cà phê cũng có lâu đời rồi, và so với những cái cách khác thì được bản thân CEO Starbucks rất thích, vì khi nước nóng nó ngâm ở bên ngâm toàn bộ cái cà phê ở bên trong, chúng ta không được rót hết một lần nữa. Các bạn rót, đây tôi đang rót xem này. Đây mới được 32 này. Mình sẽ rót đến 100. Nếu mà tỷ lệ này thì nhiều quá đúng không? Lấy các bạn lấy thìa mắng lên cho nó đều. Cái này có một ưu điểm là cà phê sẽ nở hoàn toàn ở trong trong nước nóng so với những cái phương pháp pha chế khác. Nó nở phát nó lên 144 luôn, nên là cái tỷ lệ nó sẽ không chính xác đâu. Nên là khi lấy nước là các bạn phải căn đúng mức nước. Ví dụ nước ở trong cái bình này của tôi đúng là 355, cái bình này đủ 350 thì tôi lấy đầy là nó đạt yêu cầu luôn, nên là sẽ rót hết cái bình này luôn cho nó đúng tỷ lệ. Nếu mà rót hết thì có thể nó sẽ đầy quá. Nó sẽ bị đầy. Tỷ lệ này là được 320. Tôi cứ rót nốt hết rồi xem. 350 nó rót hết nó sẽ đầy cái bình này. Chúng ta để 2 phút cho nó nở ra và bắt đầu ấn xuống. Cái nhược điểm của phương pháp này là cái hạt cà phê các bạn rang phải rất thô, vì nếu mà rang mịn thì khi đẩy xuống thì cái hạt cà phê nó sẽ bị đi theo lên trên. Nên là khi ấn chúng ta phải ấn rất cân để cho nó không phòi cái hạt lên. Từ từ các bạn cắn 2 phút và nén xuống. Cái này cũng không ngâm được lâu, chúng ta chỉ ngâm được đến 5 phút thôi. Các bạn để lâu quá thì cà phê thưởng thức sẽ không ngon, vì cái sau 5 phút thứ mà nó hòa vào nước chỉ là cái cellulo còn lại trong. Các bạn ấn nhẹ tay xuống, không nên ấn hết, ấn một ít xuống và sau đấy chúng ta cứ chờ dần 4 phút 5 phút mới lần ấn một ít, và chờ đến 5 phút thì chúng ta đẩy hết xuống để thì sẽ có một cái lượng nước cà phê khá là ngon theo cái phương pháp pha chế French press này, có nghĩa là cà phê kiểu Pháp. So với cái cách này thì chúng ta không phải chuẩn bị túi lọc hay là, nhưng thực ra là nếu mà xét về cách uống thì tôi thích cách uống túi lọc hơn, vì khi uống đổ cà phê vào cái túi lọc và tôi chỉ việc nhấc cái túi lọc và vứt đi luôn, còn cái này là chúng ta lại phải mất công dọn rửa. So với cách uống cà phê của người lười thì nó cũng hơi khác một chút. Tuy nhiên cái này thì sẽ chiết xuất được nhiều cái hương vị bên trong hơn. Tôi thì vì được đào tạo bài bản về thưởng thức thưởng nếm cà phê, nên là so với cái việc uống cà phê truyền thống thì tôi có những cái yêu cầu đòi hỏi cao hơn về cái nguồn cung cấp cà phê. Như các bạn thấy là uống một cốc cà phê có thể là mất 120.000, đấy là tôi uống tận gốc ở Đà Lạt, chứ nếu mà các bạn uống ở ngoài đường 15-20.000 thì chắc chắn là không đạt yêu cầu rồi, và không bao giờ tôi uống kiểu cà phê như vậy.
sẽ pha cái bình cà phê này để tiếp tục làm hồ sơ phong thủy cũng như là làm tiếp cái clip về nhà hướng Đông Nam. Cà phê nó nở mà ấn được đến đây là bắt đầu chặt tay, không ấn được nữa rồi, nở ra khá nhiều. Có lẽ tôi sẽ đổ ra tốc để thưởng thức đã. Ấn bắt đầu chặt tay không ấn được rồi, ấn mạnh vào có khi nó phòi cái cà phê lên. Là tôi sẽ lấy cái phần nước này để thưởng thức đã. Tôi sẽ thử lấy cái cốc thủy tinh để các bạn dễ nhìn được cái màu cà phê. Tuy nhiên là cái cốc này khá mỏng, không biết có chịu được nước nóng không. Nó ít một rồi. Được khá nhiều. Thưởng thức cà phê thường thì người ta chỉ uống ít thôi, nhưng mà tôi này hơi tham này thì cũng nhiều. Đây là cà phê rô nguyên nguyên chất của Đắk Lắk đấy, của hợp tác xã Ea Tu, cũng khá nổi tiếng. Ra đây là cái cà phê tôi xay trước rồi nên là cái hương vị ở bên trong nó bị mất một ít rồi. Mà ngày lạnh mà được cốc cà phê này là rất tuyệt vời. Cà phê nguyên chất các bạn uống ngon nhất là các bạn uống nguyên cái cốc như này chứ đừng có thêm đường, thêm sữa. Cái hạn chế là có rất nhiều cái phần cà phê xay nó bị đẩy lên trên, nên là khi rót đây này chúng ta không uống được tiếp, đổ đi thì tiếp đúng không, mà đổ vào thì là những cái này nó sẽ đổ và sẽ tràn vào cốc, nên là cái phương pháp này đấy cũng còn rất nhiều nước ở dưới mà chúng ta không thưởng thức được, mà lại còn cái lớp kem ở bên trên này này, cái lớp kem ở bên trên chúng ta không đẩy được lên. Đấy. Uống cà phê mà mất cái lớp kem này là rất là phí này. Chắc là sẽ được, đấy, chắc nó sẽ ra một đợt. Đấy, đây là cái lớp kem ở bên trên, nó sẽ không thể nhiều và dày được như cái cách cà phê pha máy. Tuy nhiên là theo cái cách frame press này chúng ta vẫn có được một ít cái lớp kem mỏng mỏng ở bên trên. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Bây giờ tôi đi làm clip tiếp đây.